Sáng ngày 24 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên minh hợp tác xã Việt Nam đã khai mạc hội trợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực miền Nam năm 2022 và tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại đa kênh kết nối giao thương. Hội trợ có quy mô gần 300 gian hàng với sự tham gia của gần 300 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, Tổ hợp tác và doanh nghiệp trong cả nước trưng bày hơn 10.000 sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, dược liệu, đồ mỹ nghệ, công nghệ, giống cây trồng, các sản phẩm vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, hàng tiêu dùng chất lượng cao, đặc biệt là các sản phẩm sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đạt chứng nhận Organic tại hội xúc tiến thương mại đa kênh và kết nối giao thương các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn vướng mắt hiện nay trong công tác xúc tiến thương mại các chuỗi liên kết sản xuất thực tế còn ít và thiếu bền chặt các sản phẩm vẫn là sản phẩm thô chưa qua chế biến chưa hoàn thiện bao bì nhãn mát truy xuất nguồn gốc nên sức cạnh tranh chưa cao khó tiếp cận các kênh phân phối hướng dẫn các hợp tác xã tham gia các ứng dụng dịch vụ hiện hành của hệ sinh thái xúc tiến thương mại số áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã doanh nghiệp và kết nối trao đổi có hiệu quả sản phẩm giữa các tỉnh với nhau đưa sản phẩm hàng hóa ra thị trường trong nước và ngoài nước ngày càng tốt hơn thưa quý vị tỉnh phú yên đã mời các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới trực tiếp tham gia hỗ trợ lập quy hoạch từ các bước khảo sát điều tra thu thập số liệu cho đến triển khai nghiên cứu lập quy hoạch đều được các sở ngành địa phương tham gia phản biện và tích cực đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng các quy hoạch và góp phần trong định hướng thu hút đầu tư tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững trong tương lai độ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố tuy hòa và khu vực phụ cận tỉnh phú yên đến năm 2040 có 12 phường nội thị và 4 xã ngoại thị với tổng diện tích hơn 17.000 ha trong đó đất xây dựng đô thị gần 9.000 ha theo quy hoạch điều chỉnh định hướng phát triển không gian toàn đô thị hình thành 7 phân khu đặc trưng độ án mô tả đầy đủ các khu đô thị phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế tạo nên bản sắc riêng cho thành phố tuy hòa chúng tôi cũng đã lập xong và đang trình tỉnh để mà thẩm định cái quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng ở thành phố Thí Hòa và vùng phụ cận đến năm 2040 quy hoạch này rất là quan trọng nó định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong tương lai Trước đó, tỉnh Phú Yên tổ chức họp lấy ý kiến về việc triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, 33 chuyên đề được vạch ra, trong đó tư vấn nước ngoài thực hiện 24 chuyên đề cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội, nêu thực trạng, định hướng, phương án cụ thể để thực hiện. Cái chất lượng mới là cái quan trọng, và cho nên là chúng ta cũng phải làm từng bước và nó chặt chẽ, chứ không là sau này khi mà Thủ tướng duyệt rồi, thì cái việc mà điều chỉnh sửa đổi rất khó khăn cái này nó vì nó cái tầm nhìn rất dài nếu như chúng ta đã xác định rõ được các cái động lực các cái trụ cột phát triển các cái sản phẩm quan trọng rồi thì đó chính là cái cơ sở để các nhà đầu tư họ có thể hướng đến tỉnh phú yên của mình thì họ sẽ sẵn sàng có sẽ vào đầu tư cho cho tỉnh phú yên của chúng ta một cách có niềm tin hơn có căn cứ và cơ sở khoa học tốt hơn Quy hoạch chiến lược tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, bố trí hợp lý không gian để định hướng cho nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động hợp lý các điều kiện bên trong và thu hút nguồn lực từ bên ngoài. Mục tiêu hướng tới phát triển bền vững trên cả ba trụ cột là kinh tế, xã hội và môi trường, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Nam Trung Bộ và quy hoạch tỉnh.